tất cả mọi người. Chúc mọi người có một ngày làm việc thật là vui vẻ. Đây là mẫu nước đun sôi. Như mọi người có thể thấy trên hình là vẫn xuất hiện những dịch chuyển nhỏ và chúng ta có thể thấy một con giun sán nhỏ đã chết. Đối với nước đun sôi ở 100 độ C thì đã diệt được vi khuẩn, nhưng khi chúng ta để nguội 3 giờ đồng hồ trở lên thì sẽ bắt đầu có vi khuẩn trở lại. Nhất là sau một ngày, lượng vi khuẩn đã tăng lên đáng kể. Thực chất, nước đun sôi chỉ có hạn sử dụng 16 tiếng. So với các loại nước đóng chai, nước khoáng thì nước đun sôi để nguội vẫn là loại thức uống cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng tốt nhất. Cách bảo quản nước uống tốt nhất đó chính là sử dụng trong bình kín và chỉ sử dụng trong ngày. Nếu có bạn nào lười mà thấy tiếc ấy, thì nhìn trên màn hình là biết hậu quả nó sẽ như thế nào rồi đấy. Mới đây có một tin đồn rằng nước đun sôi để nguội sử dụng lâu ngày sẽ có khả năng gây ung thư, nhưng thực tế thì các chuyên gia đã khẳng định là không có khả năng đó, và chỉ có khả năng nước sẽ bị tái nhiễm lại các vi khuẩn như video mình đang làm ở đây. Không những thế, khi nước để lâu sẽ bị oxy hóa và sản sinh các chất hóa học gây hại cho cơ thể. Đoạn này thì mình xin phép được dành cho các bạn cầu kỳ hoặc là nhà nào có con nhỏ. Sự khác biệt giữa nước đóng chai tinh khiết và nước đun sôi để nguội. Nước đóng chai tinh khiết khi lọc thì chúng chỉ còn khả năng là nước giải khát. Nước chưa trải qua quá trình lọc được đun sôi để nguội là loại nước tốt nhất, vừa loại bỏ được các vi khuẩn và các ký sinh mà vẫn giữ nguyên được các chất để trao đổi cho cơ thể.